Được rồi. Có số chạy chưa? Rồi. Có tóc không? Hả? Không. Đang lấy tóc. Một lượt này nữa thôi đó. Hai lần nữa. Không. Có. Rồi đưa máy luôn. Cho một máy kia. Cho máy kia được chưa? Sướng chưa? Chứ có cho đâu, mượn chứ. Lớn là chú mua cho nhá. Lớp máy thì mua cho. Chuẩn bị vào lớp 1 rồi đó. Lớp 10 mua cho. Nhìn đi, có phải có đầu chứ? Tay em có đầu. Một trăm này. Càng gãi, càng gãi càng ngứa. Cháu ngồi nhá. Cháu không ẩn đâu đấy. Cháu chả ẩn. Không phải ẩn cái gì.